Do dòng tôi chọn phong dư. Nó là dù chơi chọn phong dư tôi sẽ đầy mù dì của sĩ lợi luộc của bạn nữa. Để nói chỉ dành đời có tài lúc trễ nữa. Có tài lo lúc trễ nhá trò sự luộc của bạn thấu mua có tài chỉ lúc trễ nữa chỉ dành cho có tài lũ nó này để nói chỉ tập ăn từ lùm thợ đồ xong xây chụp bùa xa chỗ trầu xa chỗ xa từ chỉ thề mua hoa tài lợi tự chỉ bù mua hoa tài lợi là gì thì nó thề li chỉ mua hoa tài lợi là nó trên để nó cứ giới lũ trẻ hậu xã lũ hậu xã lũ trẻ hậu xã nó cứ giới lũ trẻ hậu xã một công đoàn bề nhau tàu sẽ luộc với bạn nó là nè thầu u thầu lu chỉ tết đâu là mù lu sành luộc của bạn thì tết à giờ nhau tròn đời lu lu chế hậu sản thì nó này lu chế hậu sản là hồ vật xiềng thòng là này ạ hồ vật xiềng thòng ta chỉ nhìn nó thì mỗi lu chế hậu sản là gì là này ạ chỉ tuần thì nó mù chỉ biết là một xe là hề lại tù nền con chúa ồ ồ lên hơi cụ thả đây và xa lên nền con chúa thật nè chỉ tin là một chế bê là một sai là hề lại tù nền con chúa thật nè chọc bây giờ nè